Sáng 24 tháng 10 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì lễ đón Thượng tướng Roberto Legra Sotolongo, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba sang thăm chính thức Việt Nam. Tham dự lễ đón có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngay sau lễ đón tại trụ sở Bộ Quốc phòng, hai bên tiến hành hội đàm. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Roberto Legra Sotolongo sang thăm chính thức Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tiếp theo chuyến thăm Việt Nam của chủ nhiệm chính trị các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba vào tháng 12 năm 2022 và Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba vào tháng 6 năm 2023. Chuyến thăm lần này tiếp tục là biểu hiện sinh động cho sự gắn bó thân thiết, tình cảm thủy chung trong sáng giữa hai nước nói chung, hai quân đội nói riêng. Chuyến thăm càng đặc biệt có ý nghĩa khi diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 60 năm Cuba thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam tháng 9 năm 1963, tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba Việt Nam. 50 năm lãnh tụ Fidel Castro lần đầu tiên thăm Việt Nam và tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị tháng 9 năm 1973. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thượng tướng Roberto Legra Sotolongo sẽ thành công tốt đẹp, góp phần đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và lâu dài, phù hợp với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. Về phần mình, Thượng tướng Roberto Legra Sotolongo cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho đoàn. Thượng tướng Roberto Legra Sotolongo chia sẻ với Thượng tướng Nguyễn Tân Cương những khó khăn, thách thức mà Cuba phải đối mặt. Cảm ơn Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ Cuba, nhấn mạnh mối quan hệ anh em thân thiết, bền chặt giữa hai nước, hai quân đội. Thượng tướng Roberto Legra Sotolongo khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Cuba-Việt Nam. Tại hội đàm, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Roberto Legra Sotolongo khẳng định Quân đội Nhân dân Việt Nam và các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba là lực lượng nòng cốt, tin cậy của Đảng, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân. Hợp tác quốc phòng được các thế hệ lãnh đạo hai nước quan tâm, xứng đáng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần gìn giữ thành quả cách mạng phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi nước. Về hợp tác quốc phòng, trên cơ sở các nội dung được hai bên thống nhất trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba tháng 6 năm 2023, các cơ quan đơn vị của hai bên đã tích cực phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đạt kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, đào tạo, công nghiệp quốc phòng, công tác Đảng, công tác chính trị, quân y. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Roberto Legra Sotolongo thống nhất thời gian tới tập trung vào tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, duy trì trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, hợp tác giữa các cơ quan đơn vị, giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa sĩ quan trẻ hai nước, tăng cường hợp tác công tác Đảng, công tác chính trị trên cơ sở bản ghi nhớ đã được ký kết, triển khai hiệu quả hợp tác công nghiệp quốc phòng phù hợp với nhu cầu, khả năng và điều kiện của mỗi bên, tích cực triển khai hợp tác trong các lĩnh vực khác như quân y, đào tạo, pháp luật, quân sự quốc phòng. Tại hội đàm, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và Thượng tướng Roberto Legra Sotolongo cũng trao đổi quan điểm về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.